Đây là một bộ dây mạng. Mình mua 3.000 chưa đến 3.000 một mét, 100 m 300.000, chưa đến 300.000. Con Dây mạng quét một rất lỗ. rẻ. Em qua xem cái chất lượng cái dây mình đặt có đúng không? Nõi này là bằng có sợi da cường lực bằng thép nhé. Ok. Kéo này mua loại xịn. Đây xem có phải bằng kéo này đập nó còn hư vỡ cưa nó còn hư vỡ. Ok, đúng rồi, sợi bằng thép, rất nhiều sợi. Cái này mà và đã bấm hai đầu nhé. Ô 100 m nhiều ghê quá. Đấy. Ok. Tháo hồ dây được nhá. 3.000 một mét rẻ hơn so với ở mua ở các ngoài quán các máy tính nha các bạn nhá. Các máy ngoài máy tính nha, bán rất là đắt. Ngoài máy tính dây này 8.000 một mét. Nhưng mình mua chỉ 3.000 một mét thôi các bạn. Đấy. Các bạn mà muốn mua mình để đường link mô tả nhé các bạn, vào đấy mua nhá. Nào, mình chào các bạn đi.